2000 năm sau công nguyên, thiên hạ dấy lên những cuộc phân tranh giành giật thuê bao di động. Những tưởng đất trời rộng dài là thế, ấy vậy mà bỗng đầu các nhà cung cấp kéo đến làm thị trường trở nên chật chội. Theo đó, những cuộc chiến không thực tiết trong các chiến dịch marketing khuyến mại khiến cho các cánh quân phải không ngừng đề phòng quân địch chơi đều, đồng thời cũng luôn phải có các chiến lược sắc bén và hiệu quả. Thiên hạ quả lắm người tài và nhiều thằng đều, kẻ dùng vũ lực, có thằng dùng khuyến mại cao làm lóa mắt khách hàng. Sau ba cuộc thư hùng sinh tử, thiên hạ tạm phân chia làm ba: Ngụy Theo tức Việt Theo, Thục Vi tức Vinaphone và Đông Ngô tức Mobile Phone. Gia Cát Lượng là đệ tử của Xuân Bắc, vừa tốt nghiệp đại học Sóc Sơn về làm nhân viên tổ tư vấn kinh doanh cho Đông Ngô. Xuân Bắc tuy nhận hợp đồng tư vấn chọn gói cho Đông Ngô nhưng hay mải chơi nên giao việc lại cho đám đàn em. Riêng Gia Cát Lượng có nhiệm vụ la cà quán xá, trà đá bia hơi để dò la tin tức về quân địch. Tuy nhiên, trong lòng Gia Cát Lượng vẫn mơ có ngày được giao việc lớn. Trước là để qua đó kiếm tí tiền, sau là có chút danh phần để lại. Phi Sồm ơi, thấy anh Bắc đâu không? Từ sáng giờ không thấy nó đâu cả. Chết thật thôi, nước sôi lửa bỏng thế này mà gọi mấy máy nó đều tắt đi chết chứ lại. Mà không hiểu sao mấy cái ông bên Đông Mô lại tin tưởng giao nó cái chân tư vấn tiếp thị, có phải là đi dẫn chương trình đi diễn hài đâu mà lại giao vào tay nó. Nhưng mà dù sao chúng ta cũng đã nhận tiền của bên Đông Mô rồi, cố gắng làm sao mà làm cho tốt nhé. Có lẽ chúng ta phải về họp nhóm thôi. Mà này, lần sau đừng gọi tôi là Phi Sồm nhé. Thì nhiều dâu phải gọi là Sồm chứ sao nữa. Cẩn thận ngã ngựa ấy nhá. Ngã vào mắt. Lần sau đừng bao giờ triệu tập họp gấp như thế nhé. Làm gì cũng phải báo trước chứ. Các chú cứ làm như anh chỉ làm việc cho Đông Mô thế. Cái gì? Thôi, nói đi. Thưa anh, em có một việc rất là sốt dẻo lắm, mời anh nghe. Nói đi. Đàn ông con trai cứ ậm hàm ừ. Anh dặn bao nhiêu lần rồi, cả các chú nữa. Lần sau nói luôn, không việc gì phải thưa gửi. Nói nhanh lên, anh còn phải đi ghi hình, đuổi hình bắt chữ. Nhanh lên. Dạ thưa anh, em thấy họ lại đua nhau giảm cước và khuyến mại cho các thuê bao mới. Họ có vẻ chưa muốn dừng lại đâu anh ạ. Anh em mình mà cứ đú theo họ, giảm cước rồi tăng các phương án tiếp thị, em nghĩ rồi đến cám không có mà ăn ý. Mà riêng tính em nhé, em chỉ muốn đã nhận đồng lương tư vấn của Đông Mô thì phải làm cho nó đàng hoàng tử tế. Em đã không làm thì thôi, chứ đã làm á thì phải làm cho đến cùng, kể cả là không có tiền thì chó là xong mà. Thì tính anh cũng thế. Em biết chứ. Vậy chú mày, dạ, có cao kiến gì không? Lát nữa mình nên ăn thịt chó ở đâu anh nhỉ? Chú chỉ nghĩ ăn thôi. Anh em chúng ta đều không nghĩ ra cách gì. Vậy thì phải hỏi ý kiến người thân thôi. Này, chú có biết thằng Vĩ không? Vĩ là thằng nào? Lương Triều Vĩ ấy. Vĩ này là giám đốc marketing một công ty chuyên cung cấp thuốc tăng trọng lợn. Đến thuốc tăng trọng lợn nó còn tìm cách bán được thì về dịch vụ viễn thông chắc chắn nó sẽ biết cách tăng trưởng. Chú phải đi tìm gặp nó một phen. Thằng này nó luôn tự nhận mình là nghệ sĩ, lại rất thích chơi đàn. Mặc dù nó chơi đàn như bật bông ấy. Tí nữa vào anh cứ khen nó mấy câu cho nó sướng, chả mất gì của bỏ. À thôi cởi dây ra. Để đây có mất không anh? Không sao, nghiện nó chỉ ăn cắp giày thì tao thôi. Anh Vĩ ơi, có khách, anh Vĩ ơi. Khách khứa vào cái lúc này. Chờ đi nhá. Thằng Xuân Bắc đâu? Nghe nói bên Đông Mô trả lương tư vấn cho Xuân Bắc cao lắm hả? Thì Đông Mô phát triển 15 năm rồi còn gì. Nhưng Ngụy Theo và Thục Vi cũng mạnh lắm, nếu không có chiến lược thì cũng nguy đấy. Dạ, chính vì thế hôm nay em mới đến gặp anh ạ. Thưa anh Vĩ, biết anh là một cao thủ đầu mông mủ, rất thích massage, cho nên hôm nay em mới dùng âm nhạc để thay lời muốn nói. Anh Bắc, anh Vĩ đến ạ. Vào đây. Chào chú Vĩ. Chào Xuân Bắc giáo đầu. Cuối cùng chú cũng đã đến. Anh em bên Đông Mô đang chờ chú hiến kế để tăng thêm thị phần viễn thông. How are you? I'm fine, thank you. Anh vẫn dẫn đuổi hình bắt chữ đi chứ. Anh vẫn làm, nhưng mấy hôm nay anh đang tập trung cho Đông Mô. À, chú chuyển thuê bao chưa? Hay là vẫn dùng cạc? Cạc cho dễ quản lý anh ạ. Anh dùng thuê bao, cứ 28 hàng tháng, chưa kịp đóng tiền là y như rằng bị cắt. Nhân dịp này, anh sẽ nói với anh Hưng bên marketing gửi tặng chú mấy cái thẻ. Chú thích loại 300 hay 500?
5 triệu. Làm gì có thẻ 5 triệu? Thế mới gọi là cho. Anh hiểu rồi, chú cứ làm tốt đi. Anh sẽ nói với bên Đông Mô gửi tặng chú hẳn 10 triệu. Còn bọn anh sẽ thiết đãi chú một bữa thịt chó nhiệt tân tưng bừng thì thôi. Đồng ý chứ? Gật cái đi. Một bữa thịt chó hơi ít đại ca. Thế mà còn kêu ít à? Việc gì phải mời mấy ông này đến tư vấn cho mất tiền ra? Đơn giản, cứ giảm giá cước và tăng khuyến mại lên, thế nào cũng có khách. Này tôi nói cho ông biết nhé, tôi biết thừa là ông chỉ thích ăn thịt mèo, ông không thích ăn thịt chó, cho nên ông mới nói gì. Ông đừng có nói giọng đấy với tôi. Ông cứ giỏi vào tư vấn đi. Ông không phải thách. Thôi để tôi này. Nhưng mà nó láo. Thôi. Nhà đang có khách, cắt hết thưởng Tết bây giờ. Vớ vẩn. Chú Vĩ thông cảm, đừng để bụng nhé. Anh em nó vẫn vui vẻ thế thường xuyên đấy mà. Thế này đại ca Vĩ ạ, thực ra anh em đang rất lo lắng vì chưa nghĩ được cách gì để tư vấn cho Đông Mô, mà tiền thì lại cầm của họ mất rồi. Đại ca xem thế nào. Đông Mô là một đại gia lớn lo gì. Nhưng Ngụy Theo và Thục Vi cũng đang cạnh tranh dữ dội, ta không thể chủ quan khinh địch được. Chắc chắn là như thế rồi. Bọn hắn suốt ngày cạnh tranh nhau rất trừ rồi, mình phải khôn khéo. Đúng thế. Sao bây giờ hả Vĩ? Ngụy Theo và Thục Vi đang gắn kết với nhau để tranh giành thị phần với Đông Mô. Cho người giật đứt mạng của họ, ta sẽ thắng lợi. Đại ca thấy thế nào? Ấy, không thể được. Đông Mô là đại gia lớn, có uy tín, không thể cạnh tranh theo kiểu thanh trừng xã hội đen như bên Hồng Kông các chú được. Tuyệt đối không được làm thế. Vậy muốn cạnh tranh thì phải chấp nhận đối thủ, và Đông Mô phải cố gắng hơn nữa, và nhất là hàng ngũ lãnh đạo. Các anh